Thế chua rồi. Có không? Không, chỉ có xoài. Xoài chua. Đấy, còn nếu nhờ người rồi thì được thì nhanh thì mua. Nhưng mà đợt trước thì họ nói thẳng là viện tỉnh không làm được cái viện lớn, các bạn thì nó nói thẳng vậy, không nó nói thẳng là viện nhưng mà ở tỉnh là chung đấy, hôm nay là cái thằng ở viện đây nó cũng bảo là ở viện mình với lại viện tỉnh là không làm được. À vậy thì nên cái chúng có giải quyết đi luôn. Nó nói vậy nhưng mà viện nếu mà không chạy kéo qua thì nó không giữ bệnh nhân ấy. Không, nó phải giữ một cái bệnh. Cái bệnh ấy dám giữ, mà cái bệnh nhưng mà hệ bệnh trọng đại là giữ lại nó làm sao bọn nó chết luôn. Vâng, mà bây giờ nó cứ giờ nó đang là chỗ nào nó khác bệnh nhân nó giữ cho chẳng được. Không, nhưng nó khác vậy thôi. Mà nó nói với anh nó chỉ là ra không được tính là bác Trung vậy là ngoan lành lắm rồi mẹ. Vậy là mừng cho bác rồi, mình cứ vậy không mừng cho bác ấy. Khổ, giờ cái ai thấy bệnh chậm mà chết rồi. Bà đem cơm nào? Điện ra, ờ, thằng món với. Không phải cái loại hoa hồng nó vậy đấy. Cái túi bóng được cái giọt hay là vẩy cái loại hoa hồng bao giờ thì có mùi vậy đây. Bắn hết lên cho cháu rửa nhà tay. Cũng vậy bao giờ? Cũng về lấy mai rồi hai ba ngày. Thế à? Nhiều cái nhìn thế để là cho bóng nhà tí chứ nhiều cho hết. Chọc hết.